Thưa quý vị, như một điệp khúc, đến hạn lại lên. Bước vào năm học mới, an toàn thực phẩm trước cổng trường học là vấn đề được cộng đồng xã hội quan tâm. Các hàng quán thức ăn nhanh, xe đẩy lưu động mọc lên khá nhiều tại các cổng trường, đặt ra không ít thách thức trong công tác quản lý an toàn thực phẩm. Dạo quanh các cổng trường trên địa bàn thành phố vào giờ tan tầm, không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này. Trên tay với những cốc nước giải khát đủ màu sắc, những món ăn vặt hấp dẫn. Các em học sinh bị thu hút với những quầy hàng thức ăn hè phố với nhiều món ăn đặc sắc, nhưng chất lượng và nguồn gốc xuất xứ thì không có gì đảm bảo. Theo quy định số 15 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, thì loại hình kinh doanh buôn bán này thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã. Tuy nhiên, công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các hàng quán đường phố gặp không ít khó khăn. Bởi trên thực tế, các cơ sở này hoạt động mùa vụ, không cố định, mặt hàng bán không nhiều. Do đó, khi kiểm tra, đa phần lực lượng chức năng chỉ nhắc nhở và tịch thu, tiêu hủy những mặt hàng vi phạm và tuyên truyền cho người bán hàng chấp hành nghiêm các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đối với lại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, thì đối với lại các cơ sở mà dịch vụ ăn uống giải khát, thì quan tâm kiểm tra đến các trang thiết bị, dụng cụ mà tiếp xúc trực tiếp với là thức ăn, thức uống. Và đối với là các cơ sở kinh doanh mà hàng bao có sẵn, thì phường tập trung vào kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ và các điều kiện thông tin trên cái nhãn mác hàng hóa cho nó đúng quy định. Đa số những người buôn bán mặt hàng này có hoàn cảnh khó khăn, nhận thức còn hạn chế, thậm chí một số người còn cố tình tìm cách đối phó, tránh né lực lượng chức năng, nên công tác quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng gặp không ít khó khăn. Chính vì vậy, việc tuyên truyền phải nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các chủ quán được xem là giải pháp cần thiết để góp phần bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Quán tôi cũng là trong những hội thức ăn giống như thực phẩm ở đường phố, thì cũng là trong hộp, đóng hộp sạch sẽ, đeo găng tay và tránh tiếp xúc với lại vi khuẩn, đeo khẩu trang thường xuyên để khi mà bán là không có bị vi khuẩn ở trong miệng nó ra, cũng là vệ sinh sạch sẽ ly nhựa. Để hạn chế tình trạng học sinh mua thực phẩm từ các quán hàng rong không đảm bảo an toàn, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã thực hiện việc đóng cổng trường trong giờ ra chơi, không cho học sinh ra ngoài mua hàng rong, tuyên truyền cho các em học sinh về kiến thức an toàn thực phẩm. Một số trường còn tích cực phối hợp với chính quyền địa phương trong việc nhắc nhở, treo bảng cấm bán hàng rong trước cổng trường, mở canteen trong khu vực trường, đáp ứng nhu cầu của học sinh. Do cái đề án và bắt đầu làm thí điểm thôi, tức là quản lý thực phẩm trường học thành lập các tổ tự quản để cho là các anh chị bà con mình bán hàng đó sẽ được đưa vào một tổ chức, sẽ được tập hợp lại và được quản lý, được truyền thông và đặc biệt là có sự giám sát lẫn nhau và của cái chính quyền sở tại. Đảm bảo an toàn thực phẩm trước cổng trường học vẫn đang là bài toán nan giải đặt ra cho các đơn vị chức năng. Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, trước hết vẫn cần có sự chung tay, ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở, các quầy hàng kinh doanh thực phẩm.